Một set bánh mì chảo 20.000 theo mọi người là rẻ nhất Sài Gòn chưa? Chứ mình thấy là nó rẻ nhất mà mình từng ăn rồi đó. Hello mọi người, đây là địa chỉ ăn uống và mình là Duy. Mình tìm thấy quán bánh mì chảo này đúng là một sự tình cờ. Nay tính đi ăn lẩu cá 67 Lê Trung Nghĩa, cơ mà quán kế bên có những chảo pate, xúc xích rồi là xíu mại, nó lôi cuốn cơn thèm thuồng của mình. Thiệt là không tin nổi luôn đó mọi người. Một set chảo bánh mì gồm là ốp la, pate, xíu mại như vậy mà chỉ có 20.000, quá rẻ luôn. Thêm 30.000 nữa thì tràn đầy xúc xích và cá mòi nữa nè. Nhìn cái chảo này, cơn thèm thuồng của bạn đã trỗi dậy chưa? Chưa hết đâu. Ở đây còn có cả bò bía, gỏi đu đủ tai heo, rồi cả bánh tráng trộn sò điệp nữa. Nhìn những công đoạn chị chủ sơ chế mà phát thèm. Trộn bánh tráng vậy là đủ đỉnh chưa? Sò điệp, bánh tráng mỡ hành, các loại sốt. Đây, các fan nghiện bánh tráng đâu, bơi hết vào đây nha. Set này siêu chất lượng mà có 30.000 thôi. Ở đây tốp mỡ, các loại sốt, nước mắm đều do quán tự chế biến hết. Cái món cà pháo mắm nem này là tâm huyết của chị chủ quán nè. Ăn kết dính lắm nha mọi người. Vì mắm vừa ăn không quá mặn, ai cũng ăn được. Nhưng cũng bò bía thằng em mình đang ăn là đủ thấy sự uy tín của quán rồi. Ở đây bánh mì chảo ngon, bò bía ngon, bánh tráng sò điệp ngon, chai nước sâm này cũng ngon luôn nha. Thôi bạn đừng lướt top nữa, qua đây ăn liền đi nè.